Câu này thì em rất là muốn được gặp chị Lan để hỏi, tại vì em nghĩ rằng người mà trả lời câu này sẽ rất hay và rất sâu sẽ là chị Lan. Vì trong thời gian trước đây thì mọi người luôn luôn nhắc đến chị Ngọc Lan là một trong những ngọc nữ của phim ảnh Việt Nam Trời của chúng ta, với sự xuất hiện của những cái vai diễn rất là thành công, thuyết phục tất cả các bạn khán giả dù là ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Vậy thì tính đến thời điểm hiện tại nha, theo cái nhìn của chị Ngọc Lan thôi, thì chị nghĩ rằng là với một cái danh xưng là ngọc nữ của phim ảnh Việt Nam thời điểm hiện tại, thì chị Lan nghĩ rằng ai sẽ là người mà với cái nhìn của chị là một người xứng đáng với cái nhìn nhận đó, với cái danh xưng đó? Thế hệ trước thì chị thấy là thế hệ của chị á, thì chị thấy là bé Tăng Thanh Hà là hoàn toàn xứng đáng. Cái thế hệ sau này thì chị thấy Ninh Dương Lan Ngọc là một cô gái hoàn toàn xứng đáng. Tại vì ngọc nữ nó là một cái viên ngọc, nó mềm mại, nó đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong. Thì hai cô gái ấy chị thấy là có đầy đủ hết tất cả các yếu tố đó. Chứ nếu mà các bạn thương chị á, như em thương chị, em nói chị ngọc nữ chứ chị thấy chị không có tốt. Chị không có tốt, chị chỉ tốt ở vai trò truyền hình thôi. Còn hai bạn đó thì lại tốt cả vai trò điện ảnh lẫn truyền hình. Thì đó là một cái điều mà rất là hiếm thấy. Và các bạn có đầy đủ các yếu tố của một người làm ngành giải trí, rồi bạn nhảy giỏi, các bạn hát. Ngọc thì có ra MV đó thì Đúng là rồi, hát được rồi. đúng rồi, mới ra MV Tết nó xong, nó trời, nó ra Đó. tức thì. Là có hát được rồi, là nói chung là đầy đủ một cái yếu tố của một người làm ngành giải trí. Đó, và giữ được cái phong độ về nhan sắc rất tốt. Chứ chị thì những yếu tố đó chị không làm được. Chị nhận xét chị là chị đẹp ở trong từng vai diễn. Chị rất tự tin về điều đó. Trong từng vai diễn chị, mỗi một cái nhân vật khi mà chị xuất hiện, chị ra mắt khán giả thì nó đều đẹp, là bởi vì nhân vật của chị nó đẹp, chị làm cho nhân vật của mình nó đẹp. Chứ còn về bản thân của chị, về ngoại hình của chị thì nó không có phong độ, nó lúc này lúc khác, nó thậm chí là cái số cân của mình còn không giữ được, thì không thể nào mà mình xứng với lại cái danh xưng đó cả. Câu này thì em nghe mọi người nói rất nhiều, đó là về việc là trong những cái năm gần đây thì mình thấy rằng là phim truyền hình ở khu vực phía Bắc có vẻ là hơi nổi trội hơn so với miền Nam và liên tục tạo ra trend. Và em cũng biết là có một khoảng thời gian thì chị Ngọc Lan cũng có tham gia những cái bộ phim của khu vực phía Bắc. Thì bây giờ đây khi mà mình đã tham gia ở cả hai miền rồi, thì chị thấy rằng là cái điều gì tạo nên cái cơn sốt như vậy đối với các phim truyền hình ở khu vực phía Bắc? Phải chăng là khung giờ đẹp? Phải chăng là sự đầu tư của họ lớn hơn? Hay là còn điều gì khác nữa? Nó nhiều yếu tố để tạo nên một bộ phim hay lắm. Diễn viên nè, sản xuất nè, kịch bản nè, đạo diễn nè. Thiếu những cái yếu tố đó, thiếu một trong những yếu tố đó thì không làm nên được một bộ phim hay. Và rõ ràng là ở cả hai miền chúng ta đều có những cái bộ phim đạt được tất cả những yếu tố trên. Thì có thể là nó không rơi vào đúng cái thời điểm thôi. Có thể là những cái bộ phim hay của miền Nam nó không rơi vào đúng cái thời điểm mà miền Bắc đang có phim hay, hoặc là miền Nam đang có phim hay cái thời điểm đó miền Bắc lại đang không có phim hay, nó rơi vào cái thời điểm khác. Thì cho nên là đối với chị là không có bên nào nổi trội hơn bên nào cả. Và cái điều quan trọng nhất đó là chị thấy có một cái điều rất là hay, đó là miền Bắc hiện tại là cụ thể là hãng phim VFC là đã có một cái sự gọi là giao thoa giữa hai nền văn hóa, đó là có mời rất là nhiều những diễn viên miền Nam để mà tham gia những cái phim ở hẳn ở ngoài miền Bắc, hoặc là cũng có những bộ phim mà VFC sản xuất nhưng lại sản xuất ở trong miền Nam. Đó, thì nó là một cái sự kết hợp, và chị thấy đây là một điều rất là hay để cho khán giả miền Bắc họ biết thêm về diễn viên miền Nam, rồi khán giả miền Nam cũng biết nhiều hơn về sự cống hiến của diễn viên miền Bắc, và để cho cả diễn viên hai miền có thể gặp gỡ nhau, có thể trao đổi với nhau. Cái văn hóa nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà mình làm một cái ví dụ như một ngày nào đó chị làm một cái bộ phim mà nói về thuần cái văn hóa của người miền Bắc mà chị lại không có được cái sự tiếp xúc đó thì chị cũng không có kinh nghiệm, chị không không có chất liệu để mà chị làm. Thì đó, cái việc mà giao thoa giữa hai miền như vậy chị cảm thấy rất là hay. Và thậm chí là chúng ta còn những cái miền, ví dụ miền Trung nè, miền Cao Nguyên nè, thì đó là những cái nơi mà nếu như mà được thì chúng ta cũng nên phát triển điện ảnh ở những cái khu vực như vậy, để mà mình cơ bản là mình học được cái văn hóa của nhau. Cảm ơn chị rất là nhiều với câu trả lời vừa rồi.